Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam đã tham dự trực tuyến lễ khai mạc hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc Canton Fair lần thứ 130 và Diễn đàn Thương mại Quốc tế Châu Giang 2021 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Kinh tế của trên 100 quốc gia và các tổ chức kinh tế quốc tế. Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc do Bộ Thương mại Trung Quốc và chính quyền tỉnh Quảng Đông đồng chủ trì tổ chức từ năm 1957, được đánh giá là một trong những hội chợ có chất lượng và quy mô lớn nhất thế giới. Hội chợ được tổ chức thường niên 2 kỳ một năm. Mỗi kỳ hội chợ có 3 phiên giao dịch được phân bổ theo các nhóm ngành hàng khác nhau. Trung bình mỗi phiên hội chợ có quy mô trên 1,1 triệu mét vuông với khoảng 30.000 gian hàng và đón trên 200.000 lượt khách là các nhà nhập khẩu, đại lý, phân phối và bán buôn quốc tế tới tham quan và giao dịch. Nhận thấy hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã chủ động phổ biến thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ này theo hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động ngoại thương truyền thống, việc Cục Xúc tiến Thương mại ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế tại Trung Quốc theo hình thức triển lãm trực tuyến hay mô hình triển lãm từ xa được xem là giải pháp xúc tiến thương mại có hiệu quả và phù hợp trong thời điểm hiện nay, góp phần duy trì và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.